Tin chi tiết lộ, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, được thần Phật thương tình, cát tinh cao chiếu vượt qua khổ ải, tránh được tai ương, cải vận phát tài trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Vâng, quý anh chị tuổi Ất Sửu thân mến, mình được Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mình chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị sẽ có được nhiều cát tinh cao chiếu, thần tài ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Ất Sửu diễn ra trong tháng 8 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được những vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Ất Sửu cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nam nữ mạng, tháng 8 âm lịch 2023. Hình tượng con trâu trong 12 con giáp luôn được tượng trưng cho sự phải nỗ lực cao mới đạt được sự viên mãn trong cuộc sống. Con trâu phải cần cù, phải chăm chỉ, phải vất vả, phải ngược xuôi thì mới mong thành kết quả. Thêm vào đó 1985 lại có hình tượng của Hải Nội Chi Ngưu, một con trâu nhỏ bé bơi trong biển rộng bao la, khiến bản mệnh này nếu không có người đưa đường chỉ lối thì rất dễ lạc đường, đi mãi không thấy ánh sáng cuối đường hầm. Là người khẳng khái, thích du ngoạn, kiến thức có được chủ yếu do chắp vá theo hoàn cảnh, chứ không theo hệ thống đào tạo bài bản, nên hay hữu duyên, kiểu trái ngành, trái nghề, học một kiểu thành công kiểu khác. Thuở nhỏ có thể thiếu thốn tình cảm từ phía gia đình, cá biệt có khi cha mẹ mất sớm, nam mệnh có số giang hồ, tứ hải giai huynh đệ, nữ mệnh có số bôn ba. Đến trung niên, con cái đủ đầy, số cô độc, không được nhờ ai, tự thân vận động. Trái ngược với sự yêu cầu phải vất vả ngược xuôi của bản mệnh, Ất Sửu lại có hình tượng của sự khoan thai, bình tĩnh, họ là những người hay dung tâm, làm việc rất chuyên chú, tỉ mẩn, lao động không ngại khó. Tuy nhiên, Ất Sửu cũng là những người rất khó để thay đổi quan điểm, cố chấp, thiên kiến, khó bảo, cứng đầu như một con trâu đích thực vậy. Như đã nói, kiến thức của Ất Sửu được tích lũy theo hoàn cảnh, môi trường sống và làm việc. Điều này khiến họ sở hữu một khả năng thích ứng tốt với công việc hay bất kỳ lĩnh vực họ tham gia. Ưu điểm của tuổi này là sự hết mình trong công việc, có trách nhiệm, có lý tưởng. Nhược điểm là đôi khi vì trách nhiệm quá mức khiến họ phải mải miết chạy theo công việc, quên mất cuộc sống cá nhân của bản thân mình. Tính trách nhiệm và tận tụy của Ất Sửu khiến họ có khả năng phát triển tốt khi tham gia làm việc trong môi trường tự do, doanh nghiệp. Sự kém trong khả năng hiểu lầm người, không khôn khéo trong giao tiếp, không biết cách sử dụng mưu kế cũng khiến Ất Sửu phó hòa đồng với môi trường nhà nước. Dễ bị kìm kẹp, thị phi, ghét bỏ, oan ức, đau thương của Hải Nội Chi Ngưu khiến cuộc đời Ất Sửu bị phân hai nhánh, đa phần là lọc lóng trong biển hồ bao la, đi một con đường mãi không thấy đến đích. Cuộc sống dù ở thời điểm 33, 34 tuổi nhưng chưa thật sự đi vào quỹ đạo. Một số rất ít thì tìm được mạch nước ngầm trong biển như cá gặp nước, như diều gặp gió, cùng với sự cần cù chăm chỉ mà bay cao, bay xa. Tuy nhiên, số này vốn không nhiều, là một số bản mệnh trọng về tình cảm và sự yêu thương. Những người Ất Sửu thường sinh ra trong sự thiếu thốn tình cảm, lớn lên và trưởng thành với cảm giác cô độc và thiếu tri kỷ tâm giao, ở họ có một khát khao phải ổn định những vấn đề trong chuyện tình cảm. Tiếp theo, xin mời quý anh chị đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của tuổi Ất Sửu tháng 8 âm lịch 2023. Xét về phương diện công danh sự nghiệp tuổi Ất Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1985 tháng 8 âm lịch 2023. Tháng này, người tuổi Ất Sửu gặp thiên thời, có nhiều cơ hội để phát triển, mở rộng và thăng tiến trong sự nghiệp. Ngoài huyền lệnh nhập đất lâm quan mang tới những dấu hiệu thăng tiến rõ ràng, còn có ba bộ ba cát tinh, tả phù, nguyệt mã và thiên vu hiệp lực, hỗ trợ thúc đẩy mọi việc tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Ất Sửu mưu sự lớn, việc kinh doanh buôn bán ngày càng tấn tới, được lộc trời ban, ký kết hợp đồng giá trị lớn. Bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực vì có thêm sự tác động của nhị hợp. Bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khác rất quan trọng, dù phải vất vả một chút,
sau đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có cách lập kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học, như vậy thì bạn sẽ không rơi vào cảnh bối rối, không biết xử lý việc nào trước việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực, giúp công việc của bản mệnh tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn, bạn cũng không cần phải quá lo lắng, bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Xét về phương diện tài lộc tuổi Ất Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1985, tháng 8 âm lịch 2023. Tài lộc của người tuổi Ất Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong quãng thời gian này. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng, nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực, đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra. Bởi khó khăn, thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm việc để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có thêm dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm, nhằm dễ dàng xác định hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có, tìm ra được phương hướng đúng đắn và có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Xét về phương diện tình cảm gia đạo tuổi Ất Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1985 tháng 8 âm lịch 2023. Bạn và người ấy thường xuyên trao đổi, chia sẻ mọi chuyện với nhau, nên mối quan hệ khá gần gũi, thân thiết. Khi cảm thấy lo lắng vì những điều chưa biết trước, bạn có thể tâm sự với đối phương, người đó chắc hẳn sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Tuy nhiên, do tác động của Bách Việt, nên tháng này xung quanh bạn cùng xuất hiện các đối tượng khác giới nhiều hơn. Con số này cần chủ động giữ khoảng cách với người khác, nếu không những lời đồn thổi sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh, tình ngay lý gian, gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và hạnh phúc của đôi lứa. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Ất Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1985 tháng 8 âm lịch 2023. Tử vi tháng 8 âm lịch, về cơ bản, sức khỏe của người tuổi Ất Sửu không gặp phải trục trặc nào quá nghiêm trọng, có chăng chỉ là vì áp lực công việc lớn, làm việc nhiều, ăn uống mất kiểm soát, lại thường xuyên được mời tiệc tùng, nên có thể tăng cân quá độ, điều này tưởng chừng không hề hấn gì. Nhưng nói lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm như mỡ máu, bệnh gút, các chứng bệnh về tim mạch, tiêu hóa, vì thế cần kiểm soát và điều chỉnh cân nặng càng sớm càng tốt. Ngoài ra, tuổi Ất Sửu có thể bị chứng mất ngủ hành hạ trong tháng này, nguyên nhân chính cũng là do chế độ ăn uống và luyện tập thể thao không khoa học, ăn nhiều, ít vận động. Xem đến đây, chắc hẳn quý anh chị đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 8 âm này rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi vén màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi quyết định vận mệnh của tuổi Ất Sửu, tiểu nhân xuất hiện đối với người tuổi Ất Sửu. Họa thị phi là điều khó tránh khỏi trong tháng này, tiểu nhân khiến mức độ cạnh tranh trong công việc tăng cao, những kẻ ghen ghét có thể sẽ cố tình gây ra những sự cố, khiến cho con giáp này mất nhiều thời gian để giải quyết triệt để, mọi việc lở dở, tốn công tốn sức khắc phục, tiền tiêu tốn kém. Bản mệnh sẽ gặp họa phá tài, tiền bạc kiếm được cũng không giữ được trong tay, nếu không thì cũng phải là móc tiền túi ra để giải quyết hậu quả của người khác. Hãy nhớ rằng, không phải ai tươi cười với mình thì cũng thật lòng tốt với mình. Hãy luôn sáng suốt để nhìn ra mục đích thật sự của đối phương, đừng để kẻ tiểu nhân nhân lúc sơ hở lừa đảo chiếm đoạt nghĩa gì bạn đang có. Ngoài ra, tháng này bản mệnh cũng không được lơ là trong việc chi tiêu, có thể trước đó bạn kiếm được khoản tiền kha khá đấy. Nhưng việc chi tiêu nhiều lại dự báo những vấn đề đáng lo cho tài chính tương lai của bản mệnh. Và bây giờ sẽ là hóa giải vận hạn cho anh chị tuổi Ất Sửu, tháng 8 âm lịch 2023. Đầu tiên là nam mạng Ất Sửu, sinh năm 1985. 1. Sao chiếu mệnh. Sao Thổ Tú chính là sao chiếu mệnh của nam Ất Sửu trong tháng 8 âm lịch năm 2023, theo cửu diệu niên hạn. Đây là ách tinh, chủ về thị phi, trắc trở,
Càng về cuối năm thì vận xui cho sao Thổ Tú gây ra càng giảm bớt, nên mệnh chủ không cần lo lắng quá mức. Nếu năm Ất Sửu 1985 muốn bắt đầu công việc quan trọng trong thời điểm này, thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với gian khó. Người xưa thường có câu, vạn sự khởi đầu nan, những vất vả ban đầu chỉ là bài học để thử thách bản lĩnh, lòng kiên trì của mệnh chủ. Người bị sao Thổ Tú chiếu mệnh, dễ vướng phải mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội, bị kẻ tiểu nhân gièm pha, lời khuyên giúp mệnh chủ vượt qua tai tiếng chính là một điều nhịn bằng 9 điều lành. 2. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời nam mạng tuổi Ất Sửu 1985, sẽ có tuổi âm là 38 tuổi, ứng với hạn ngũ mộ trong cửu diệu niên hạn. Người xưa cho rằng, hạn ngũ mộ có thể phía máy chủ phải đau đầu về vấn đề tài chính. Để tránh bị hao tài tốn của, nam Ất Sửu nên cẩn thận khi mua bán các món hàng đắt tiền, phải đảm bảo mọi giao dịch phải được lập hóa đơn, hợp đồng rõ ràng. Bên cạnh đó, mệnh chủ không nên tùy tiện cho người khác vay mượn tiền hoặc đầu tư mạo hiểm. 3. Tứ trụ, thiên hòa địa hòa. Theo tử vi Ất Sửu nam mạng, mệnh chủ đôi lúc gặp phải những điều không như ý, nhưng cuộc sống vẫn được ấm no gia đạo an yên. 4. Vận niên. Vận niên của nam Ất Sửu là thử ngộ điền, thử quy điền, chuột gặp đồng lúa. Đây là vận niên tốt, hứa hẹn mang đến nhiều vui vẻ, may mắn đối với tuổi Ất Sửu, công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vẹn toàn. Không chỉ có cơ hội để thăng quan tiến chức mà còn được tăng lương thưởng, thêm vào đó gia đạo cũng hạnh phúc, vợ chồng ân ái, con cái hòa thuận. 5. Hóa giải sao hạn. Tháng 8 âm lịch là quãng thời gian nam mạng tuổi Ất Sửu và chịu sự thử thách của sao Thổ Tú, tai ách của hung tinh này có thể được hóa giải bằng lễ cúng sao giải hạn. Không phải cứ chuẩn bị lễ vật đắt tiền thì sẽ linh ứng, mà quan trọng nhất là phải có tấm lòng thành kính. Trước những rắc rối xảy ra trong cuộc sống, nam Ất Sửu nên giữ vững tâm lý thì mới có thể giải quyết mọi chuyện, sự nóng nảy vội vàng chỉ càng khiến vấn đề thêm phức tạp. Người ở hiền sẽ gặp lành, mệnh chủ càng chăm chỉ hành thiện tích đức thì càng gặp nhiều may mắn, tránh được hung họa. Tiếp theo là nữ mạng Ất Sửu, sinh năm 1985. 1. Sao chiếu mạng. Trong tháng sao chiếu mệnh của nữ mạng Ất Sửu là sao Thái Bạch, chủ về hao tài tốn của, mệnh chủ cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá, tuyệt đối không nên nhẹ dạ cả tin trước những lời dụ dỗ. Sao Thái Bạch tuy là hung tinh, nhưng khó có thể gây ra các tác hại lớn nếu như nữ Ất Sửu chuẩn bị tinh thần chủ động đối phó, sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thử thách gian lao, sẽ là một tương lai tươi sáng hơn, vậy nên mệnh chủ nhất định phải giữ vững tinh thần lạc quan, bản lĩnh kiên cường trước mọi khó khăn. 2. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời nữ mạng Ất Sửu 1985, bước sang tuổi 38 âm, gặp phải hạn thiên la. Những người bị ảnh hưởng bởi phần hạn này dễ vướng vào mâu thuẫn trong các mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm vợ chồng. Để tránh làm tổn hại đến hạnh phúc hôn nhân, mệnh chủ không nên ghen tức giận số vô cớ. Nếu xảy ra bất đồng ý kiến với người khác thì nên thể hiện thái độ mềm mỏng, tránh to tiếng cãi vã, chuyện bé xé ra to. 3. Tứ trụ, thiên sinh địa lợi. Theo tử vi Ất Sửu nữ mạng, sự nghiệp của mệnh chủ sẽ trên đà phát triển bền vững, mệnh chủ đạt được những thành tích đáng nể trong công việc nhờ có sự ủng hộ của mọi người xung quanh. 4. Vận niên. Vận niên của nữ Ất Sửu là thố lộng nguyệt, mèo chơi trăng. Đây là điềm báo cát lành đối với công danh, sự nghiệp của nữ Ất Sửu, công việc làm ăn của mệnh chủ được hanh thông, dù có gặp phải trục trặc thì cũng có cơ may được quý nhân giúp đỡ. 5. Hóa giải sao hạn. Lễ cúng sao giải hạn là một trong những phương pháp tâm linh giúp giải trừ hung họa, khiến mệnh chủ cảm thấy an tâm hơn. Nữ Ất Sửu có thể chọn ngày tháng thích hợp để làm lễ cúng sao Thái Bạch. Khi thực hiện nghi lễ, mệnh chủ phải thể hiện thái độ nghiêm túc, kính cẩn. Tuy nhiên, lễ bái cúng kiến nhiều đến thế nào cũng không có tác dụng nếu mệnh chủ không chịu tu tâm sửa tính, hành thiền tịnh đức. Người có càng có nhiều phúc đức thì càng thu hút được nhiều may mắn, được hưởng bình an trong nhiều đời kiếp. Và ngay bây giờ xin mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải vận trình tháng 8 âm lịch, theo từng tháng sinh âm lịch của tuổi Ất Sửu. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 1 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Ất Sửu theo 12 tháng sinh âm lịch thấy rằng, người tuổi Ất Sửu sinh tháng 1 âm lịch, được hưởng phúc lộc của đất trời, cuộc đời no ấm đủ đầy. Không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, dù bản mệnh vẫn phải chịu nhiều vất vả, chạy vạy ngược xuôi, nhưng thành quả lao động rồi sẽ được trả công xứng đáng. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 2 âm lịch.
Tuy bản mệnh phải gánh chịu không ít phong ba bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh, sự nghiệp. Vì thế khi vẫn còn trẻ tuổi, bản mệnh hãy cổ vũ mình mạnh mẽ, kiên trì vượt qua những khó khăn, thách thức. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 3 âm lịch. Dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, người sinh tháng 3 âm lịch đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn có được điều mình muốn. Bạn dựa vào năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban và gây dựng nên sự nghiệp. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 4 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Ất Sửu theo 12 tháng sinh âm lịch thấy, sinh tháng 4 là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời. Tài lộc hanh thông đang nở rộ, tính cách hòa nhã, dễ gần giúp hoàn gây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi. Nhiều người yêu mến và kính trọng, dù theo nghiệp văn hay nghiệp võ thì đều tạo dựng được thành công vang dội. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 5 âm lịch. Người sinh tháng 5 âm lịch có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn, buôn bán, có khả năng tự tay gây dựng sự nghiệp. Thêm vào đó, người này biết cách đối nhân xử thế nên rất được lòng mọi người, khiến nhiều người tin tưởng và đồng ý hợp tác. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 6 âm lịch. Tài vận của người tuổi Ất Sửu sinh tháng 6 hanh thông, rộng mở bất ngờ, bạn có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát, chỉ huy, dễ tìm ra con đường mới để phát triển. Bạn không chỉ đem về tiền tài cho bản thân mà còn giúp được người khác làm giàu. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 7, tài chính hơn người, tính cách chính trực nên có tài lộc dồi dào, cơm no áo ấm, chẳng bao giờ lo túng thiếu. Có điều dù làm gì thì cũng đều phải tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phước mỏng, chẳng được cho mẹ giúp đỡ gì nhiều. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 8 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Ất Sửu theo 12 tháng sinh âm lịch, nhiều người sinh tháng 8 âm lịch có thể làm quan chức bổng lộc đầy tay, công danh hiển hách, phú quý cho đến hết đời. Với người theo con đường làm kinh tế, khả năng ứng biến tốt, giỏi phân tích vấn đề, giúp đường tài lộc của bạn sáng sủa, dồi dào. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 9 âm lịch. Người này an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, lại không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, nên tài vận chỉ ở mức trung bình, thậm chí nhiều khi lâm vào cảnh khốn khó. May mắn số phận không bạc đãi, nên cuối đời dù không đạt được thành tựu lớn lao, nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 10 âm lịch. Bản mệnh là người tự phụ, không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không màng để ý kiến người khác. Chính vì vậy mà bạn thường đặt ra những quyết định độc đoán, thiếu chính xác, gây hao tài tốn của. Nếu thay đổi được tính cách này, thì tài vận mới trôi chảy hơn. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 11 âm lịch. Tài lộc của bản mệnh dễ tụ nhưng cũng dễ tan. Dù là người thông minh lanh lợi, như do tổ nghiệp lạnh lẽo, nên bản mệnh phải tha phương cầu thực. Lập nghiệp nơi đất khách quê người, anh em trong nhà không giúp được gì nhiều, bản thân bạn cũng phải chịu nhiều nỗi đa đoan. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 12 âm lịch. Sinh ra vào tháng 12 âm lịch, bản mệnh là người tư chất thông minh, khéo léo, giỏi giang, làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, lại ham học hỏi nên chẳng nề hà bất cứ điều gì. Nhờ không ngừng cố gắng vươn lên mà cuộc sống giàu sang khá tốt đẹp. Công danh bổng lộc chẳng kém ai, không phải lo thiếu thốn tiền bạc. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.